Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thu Hoài MMO. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách để mọi người có thể đăng ký cái sàn Binance một cách đơn giản và dễ dàng nhất, thường gọi tắt là Binance đấy mọi người. Các nhà đầu tư Việt Nam thì thường gọi là Binance. Vậy thì Binance là gì ạ? Binance là một cái sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, được thành lập ở Trung Quốc và hiện nay thì nó hỗ trợ 740 cặp giao dịch trên các cái nền tảng khác nhau. Và cái mức phí giao dịch của nó rất là thấp, cũng chỉ phí giao dịch là chỉ tầm 0,1%, cũng như là những cái giao dịch nhanh chóng, xử lý rất là nhanh chóng thì đã giúp Binance trở thành một cái sàn giao dịch có khối lượng rất là lớn trên thị trường tiền điện tử. Vậy thì bây giờ mình sẽ hỗ trợ cho mọi người cách để mọi người có thể đăng ký cái sàn Binance này một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Bây giờ thì mình sẽ đẩy cho mọi người một cái đường link. Đường link này là đường link đối tác của Binance, mọi người có thể bấm vào đây để đăng ký tài khoản Binance một cách miễn phí và sẽ được nhận mã giảm 10% cái phí giao dịch. Sẽ được nhận mã giảm 10% phí giao dịch mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ bấm vào cái đường link này này. Khi mà mọi người bấm vào đường link này thì nó sẽ hiển thị cái giao diện như thế này. Bây giờ mình sẽ chọn vào cái phần là đăng ký với số email mọi người nhé. Mọi người có thể đăng ký với số điện thoại hoặc email này. Mọi người có thể bấm số điện thoại hoặc email. Tiếp theo là cái phần là nó sẽ yêu cầu mình nhập cái khu vực cư trú. Mọi người bấm xác nhận này. Mình ở Việt Nam thì mình bấm xác nhận. Ở đây có cái phần tạo tài khoản cá nhân hoặc là tạo tài khoản pháp nhân. Pháp nhân này là tạo tài khoản có cái tổ chức hoặc là công ty ấy, thì mọi người bấm vào cái phần tạo tài khoản cá nhân nhé. Đây, mọi người sẽ cần này, tạo tài khoản cá nhân, sau đó mọi người xác minh danh tính và mở tài khoản thì mọi người bấm vào cái phần này, tạo tài khoản cá nhân này. Ok, ở đây thì nó sẽ yêu cầu mình nhập cái địa chỉ email và mật khẩu kèm theo cái ID giới thiệu để nhận được cái mã giảm giá 10% trên phí giao dịch. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái địa chỉ email mà mình đã chuẩn bị. Mọi người cũng sử dụng cái địa chỉ email của mọi người để mọi người có thể là đăng ký được cái tài khoản Binance này một cách đơn giản và dễ dàng. Ok, tiếp theo thì khi mình nhập địa chỉ email rồi thì mọi người sẽ nhập cái mật khẩu vào nhé. Đây là cái tài khoản mình demo cho mọi người thôi nên là mọi người có thể là xem một cách chi tiết nhất. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu là tối thiểu là 8 ký tự này, tối thiểu một chữ số và một chữ in hoa. Ok ạ, bây giờ mình sẽ nhập mật khẩu nhé, mọi người cũng nhập mật khẩu vào nhé. Ok, mình sẽ nhập cái mật khẩu, mọi người nhập mật khẩu mọi người vào này. Bây giờ mà nó tích cả ba này là ok rồi mọi người nhé. Ok, mọi người sẽ bấm tôi đồng ý với các điều khoản này, mọi người ấn tiếp theo này. Tiếp theo thì bây giờ nó sẽ yêu cầu mình nhận lấy cái mã xác minh đã gửi đến cái địa chỉ email. Vậy thì mình sẽ qua cái địa chỉ email nhé. Mình lấy cái mã xác minh tài khoản. Ok, ở đây nhé. Mọi người có thể nhìn thấy này. Có cái tin nhắn từ Binance đến từ Gmail này. Mọi người có thể sang đây để copy cái mã này. Cái mã 6 số này để mọi người sang xác minh cái tài khoản email nhé. Mọi người dán vào đây này. Dán vào cái ô này. Ok, mọi người sẽ ấn gửi nhé. Ok, ở đây thì nó sẽ yêu cầu mình nhập cái số điện thoại của mình vào. Mọi người ấn tiếp tục này. Lấy mã thì bây giờ nó sẽ gửi cho mình một cái mã đến số điện thoại. Mình sẽ nhập cái mã đấy vào nhé. Ok, nó đã gửi đến cái số điện thoại của mình rồi. Thì mọi người đã tạo tài khoản thành công rồi nha. Ở đây đã tạo tài khoản thành công này. Bước tiếp theo mình sẽ đến cái phần xác minh ngay. Mọi người có thể là xem lại cái video này một cách từ từ để mọi người có thể là tạo được tài khoản thành công nhé. Tiếp theo mình sẽ ấn xác minh ngay này. Thì ở đây nó sẽ yêu cầu mình xác minh với chứng minh thư và tên đầy đủ và ngày tháng năm sinh. Thì bây giờ mình sẽ nhập các cái thông tin vào đây. Nhập các cái thông tin vào đây thì mình sẽ nhập nhé. Mọi người nhé, ấn tiếp tục này. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu mình nhập địa chỉ cư trú. Mọi người nhập địa chỉ cư trú của mọi người vào nhé. Ok, mọi người nhập thành phố vào này. Mọi người ấn tiếp tục này. Tiếp theo thì mình sẽ xác minh danh tính. Và ở đây thì nó sẽ yêu cầu là mình tải cái căn cước công dân lên. Nên mọi người ấn tiếp tục này. Ok, ở đây thì bây giờ mình sẽ chụp cái mặt trước và mặt sau của giấy chứng minh nhân dân. Chụp mặt trước và mặt sau nhé, người ta yêu cầu này. Do chính xác minh danh tính này, do chính phủ, giấy tờ thì cần do chính phủ cấp này. Giấy tờ nguyên gốc có kích thước đầy đủ chưa qua chỉnh sửa. Đặt giấy tờ trên nền đơn sắc, hình ảnh có màu và đủ ánh sáng có thể đọc được. Ok, bây giờ mình sẽ chụp cái chứng minh nhân dân của mình vào để xác minh tài khoản. Khi mọi người đã chụp được mặt trước và mặt sau của chứng minh nhân dân thì mọi người sẽ ấn tiếp tục này.
Mọi người sẽ tải lên cái ảnh mặt trước mặt sau của chứng minh nhân dân này. Mọi người ấn tiếp tục nhé. Ok, bây giờ đến cái phần xác minh danh tính là cái phần tự chụp ảnh chân dung. Thì bây giờ mọi người sẽ bấm vào cái phần tự chụp ảnh chân dung và chụp cái mặt của mọi người vào để bắt đầu xác minh danh tính nhá. Người chụp xong rồi thì mình sẽ xác minh danh tính mọi người nhá. Ok, đến cái bước này thì mọi người sẽ mở cái ứng dụng Binance của mọi người ra và mọi người sẽ tải cái ứng dụng Binance này về và bắt đầu tham gia giao dịch. Thì video sau mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mọi người có thể giao dịch ở trên cái sàn Binance này và cách nạp rút tiền như thế nào và xác minh tài khoản ra sao mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình. Nếu mà mọi người chưa có cái tài khoản Binance thì mọi người bấm vào cái đường link ở phần mô tả. Mình đã để cái đường link ở phần mô tả thì mọi người có thể bấm vào đấy để nhận được cái mã giảm giá 10% cho những cái lần đăng ký tiếp theo. Và mọi người có thể là đăng ký một cách miễn phí và cái trang chính chủ mọi người nhé. Bye bye mọi người. Nếu mà mọi người thấy video này hay và ý nghĩa thì mọi người có thể bấm vào cái đường link bấm đăng ký cái tài khoản YouTube hộ giúp mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.